Chào tất cả các bạn. Thật tốt đẹp khi Quốc Anh gặp lại tất cả các bạn tại kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Có nhiều bạn đã gửi email về hộp thư saohealing777a@gmail.com. Các bạn đề cập đến chủ đề con mắt thứ ba. Có những bạn chưa hề biết về những khái niệm về con mắt thứ ba, nhưng mà đã xem qua những video Quốc Anh đã làm trước đây. Có những video Quốc Anh cũng đã chia sẻ về con mắt thứ ba. Thì trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh sẽ nói thêm về cách mở con mắt thứ ba và những thông tin hữu ích để cho tất cả các bạn có thêm những thông tin để tham khảo, để từ đó có thể ứng dụng vào hành trình của mình để làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn. Bạn muốn đạt đến một trạng thái nhận thức cao và có thể xử lý thế giới và những thứ xung quanh bạn theo cách chưa từng có trước đây. Nếu bạn muốn đạt được tiềm năng tinh thần đầy đủ của mình và đạt được trạng thái giác ngộ, thì học cách mở con mắt thứ ba là một điều rất tốt. Tuy nhiên, có rất nhiều bí ẩn và huyền bí liên quan đến con mắt thứ ba. Đó là gì? Và bạn có thực sự có thể mở nó? Và bạn có nên mở luôn xa mắt thứ ba hay không? Từ thời xa xưa, các nền văn minh đã tôn kính con mắt thứ ba trong tất cả các loại văn hóa. Nó được xem như một biểu tượng tâm linh đại diện cho khả năng của con người để chinh phục những thử thách của cuộc sống đang ném vào chúng ta. Tuy nhiên, tính biểu tượng của nó còn đi sâu hơn thế. Trong nhiều truyền thống phương Đông, đó là điều mà bất kỳ ai cũng có thể nhận thức và nhìn rõ nếu họ tập trung sâu. Nếu ai đó thường xuyên thiền định, thì con mắt thứ ba được cho là biểu hiện với tần suất cao. Bạn có thể đã nghe nói về con mắt thứ ba như một cửa sổ cho một trạng thái tâm trí và ý thức giác ngộ, cho phép bạn nhận thức thế giới khác đi. Con mắt thứ ba mang đến cho những người có khả năng mở ra một cảm giác trực giác sâu sắc hơn về môi trường xung quanh và thế giới mà họ đang sống. Con mắt thứ ba còn được gọi là luân xa thứ sáu, và đó là cửa ngõ của bạn để đi vào cõi thần thánh. Khi con mắt thứ ba của bạn đã được mở, bạn sẽ bắt đầu có cái nhìn sâu sắc rõ ràng, tinh thần cởi mở, kết nối mạnh mẽ với trí tuệ và trực giác bên trong của bạn và cân bằng trí tuệ. Nhiều người tìm cách mở con mắt thứ ba của họ như một cách để đạt được sự hoàn thành về mặt tinh thần hoặc để cải thiện bản thân. Liệu mở luân xa mắt thứ ba của bạn có phù hợp với bạn hay không? Đối với bất cứ ai, nó mở ra một cánh cửa đến một cuộc sống hạnh phúc hơn, bình yên hơn và trọn vẹn hơn. Tại sao bạn muốn bắt đầu ngay lập tức? Cách mở con mắt thứ ba của bạn như thế nào? Bằng cách thực hiện nghiêm túc các bước này, bạn có thể ngạc nhiên về việc bạn bắt đầu nhận thấy sự khác biệt nhanh như thế nào. Có 3 giai đoạn chính của việc mở tuyến tùng của bạn, và chúng ta sẽ đi từng giai đoạn một. Đầu tiên, sử dụng thiền để đánh thức tâm linh của bạn. Xác định vị trí con mắt thứ ba của bạn. Bắt đầu bằng cách định vị luân xa mắt thứ ba. Luân xa là cơ thể của bạn, các trung tâm năng lượng của bạn, về cơ bản là các cuộn năng lượng đi xuống cột sống của bạn. Bạn có 7 luân xa, và mỗi luân xa tương ứng với một khía cạnh khác nhau về sức khỏe tinh thần, thể chất của bạn. Luân xa mắt thứ ba của bạn là luân xa thứ 6. Nó nằm ở phía trước não của bạn, ở giữa mắt và ngay phía trên sống mũi của bạn. Hãy nhớ rằng con mắt thứ ba của bạn giúp bạn nhìn thế giới rõ ràng hơn. Thiền là một trong những công cụ tốt nhất để hỗ trợ bạn mở mắt thứ ba. Bằng cách nhận thức rõ hơn trong suy nghĩ của bạn,
bạn có thể khai thác tốt hơn sự rõ ràng về tinh thần mà con mắt thứ ba có liên quan. Mục tiêu chính của thiền là cho phép tâm trí của bạn nghỉ ngơi trên một đối tượng hoặc suy nghĩ, kết nối mạnh mẽ với hiện tại. Điều quan trọng là chọn môi trường xung quanh mà bạn cảm thấy thoải mái, có thể là ngoài tự nhiên hoặc trong một căn phòng yên tĩnh. Miễn là bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn, đó là một nơi hoàn hảo để thiền định. Điều chỉnh tư thế của bạn. Sự kết nối giữa cơ thể và tâm trí của bạn là rất quan trọng trong quá trình này. Bạn càng thoải mái trong cơ thể, bạn sẽ càng dễ dàng tập trung vào đối tượng hoặc suy nghĩ về thiền định của mình. Mọi người có xu hướng ngồi bắt chéo chân trên mặt đất. Sử dụng đệm có thể giúp làm cho điều này thoải mái hơn. Nếu bạn quen với việc ngồi trên ghế, hãy dành thời gian mỗi ngày để làm quen với việc ngồi trên mặt đất. Theo thời gian, nó sẽ trở nên tự nhiên hơn và dễ dàng hơn để tập trung vào thiền định. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thoải mái, hãy sử dụng 2 hoặc 3 chiếc đệm để làm cho mặt đất thoải mái hơn. Nếu bạn đã thử nhiều lần và đơn giản là không thể tìm thấy sự thoải mái khi ngồi, thì không cần phải sợ hãi. Bạn có thể thử những gì được gọi là thiền đi bộ. Đơn giản chỉ cần chọn một con đường rõ ràng và đi dọc theo đó một cách chậm rãi, để bạn không phải suy nghĩ nhiều về điểm đến của mình. Chọn một đối tượng thiền. Đối tượng thiền bạn chọn có thể là đối tượng vật lý hoặc ý nghĩ. Lý do bạn nên chọn, nó sẽ cho phép bộ não của bạn tập trung dễ dàng hơn. Điều này ngăn suy nghĩ của bạn đi lang thang và làm cho thiền hiệu quả hơn. Nến thường được sử dụng như một đối tượng thiền. Sự nhấp nháy của ngọn lửa rất đơn giản để nhìn vào và nhiều người thấy thoải mái. Đối tượng thiền của bạn thậm chí không cần phải ở gần. Bạn có thể chỉ cần hình dung một bông hoa đẹp mà bạn đã từng thấy hoặc nhớ lại hình ảnh của đại dương. Miễn là bạn có thể hình dung rõ ràng đối tượng trong tâm trí của bạn, nó sẽ hoạt động. Chọn một câu thần chú. Đây là một cụm từ hoặc từ mà bạn sẽ lặp lại trong suốt thời gian thiền định. Bạn có thể chọn nói to câu thần chú hoặc nghĩ nó trong tâm trí. Điều này thực sự phụ thuộc vào bạn. Câu thần chú của bạn nên là một cái gì đó có ý nghĩa với cá nhân của bạn. Câu thần chú bạn chọn phải là thứ bạn muốn tích hợp vào nhận thức hoặc tâm trí của bạn. Câu thần chú này, ví dụ, sẽ củng cố ý tưởng tập trung vào việc cảm nhận niềm vui trong ngày của bạn. Câu thần chú của bạn cũng có thể chỉ có một từ, chẳng hạn như từ hòa bình. Tạo thói quen. Thiền không phải là thứ mà bạn có thể làm một lần. Đó là một thực hành thường xuyên nên được thực hiện theo thói quen. Hãy nghĩ về thiền như giấc ngủ cho tâm trí của bạn. Bạn có ngủ mỗi ngày hay không? Nó sẽ giúp tâm trí của bạn nghỉ ngơi theo thói quen. Lúc đầu, rất dễ bị thất vọng với thiền định. Tâm trí của bạn có thể đi lang thang lúc ban đầu và thậm chí bạn có thể thấy mình trôi đi vào giấc ngủ. Điều này không sao. Thiền thành công là một quá trình học tập cần có thời gian. Đi từng bước nhỏ, thậm chí chỉ sau từ 2 đến 5 phút. Chẳng mấy chốc, bạn sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho thiền định hàng ngày khi bạn tiến bộ. Để có thể chú tâm, bạn cần chủ động nhận thức được những điều đang xảy ra xung quanh bạn, rèn luyện bản thân để có ý thức chú ý đến cảm giác và cảm xúc thể chất của bạn. Trở nên tỉnh táo hơn sẽ cho phép bạn trở nên hòa hợp với chính mình và thế giới xung quanh. Khi bạn học cách quan sát nhiều hơn, hãy cố gắng tránh phán xét. Đơn giản chỉ cần quan sát và thừa nhận mà không cần hình thành ý kiến liên quan đến việc những gì bạn đang nhìn thấy là đúng hay không đúng. Ví dụ, đừng đánh giá bản thân nếu bạn cảm thấy căng thẳng. Chỉ đơn giản là thừa nhận
và quan sát cảm xúc của bạn và cảm giác của bạn. Bạn có thể đi ra ngoài bằng cách dành thời gian ngoài trời và quan sát những gì bạn nhìn thấy. Điều này có thể giúp bạn trở nên tỉnh táo hơn. Hãy thử để thiết bị điện tử của bạn như điện thoại di động ở nhà, hoặc ít nhất là khuất tầm nhìn. Điều này sẽ giúp bạn có nhiều thời gian hơn trong hiện tại và tập trung vào thế giới xung quanh bạn. Bạn nên tập trung vào những điều nhỏ nhặt. Cuộc sống hàng ngày có thể trở nên rất áp lực và bận rộn. Việc chú tâm hơn có thể giúp bạn cảm thấy bình tĩnh hơn và có thể sử dụng con mắt thứ ba tốt hơn. Hãy chú ý đến những thứ xung quanh bạn và từng khía cạnh của thói quen của bạn. Ví dụ, khi bạn đi tắm, hãy quan sát các cảm giác vật lý một cách có ý thức. Đánh giá cảm giác của nước ấm chảy xuống vai bạn và ngửi thấy mùi thơm mát của dầu gội đầu của bạn. Tận hưởng những lợi ích của việc mở con mắt thứ ba của bạn. Khi con mắt thứ ba của bạn mở, bạn sẽ cảm thấy yên bình hơn. Điều này có là bởi vì một khi bạn đã học cách mở con mắt thứ ba của mình, bạn sẽ có thể đạt được cảm giác tự từ bi lớn hơn. Nhận thức rõ hơn về bản thân nói chung sẽ mang lại cho bạn cảm giác tốt bụng hơn đối với chính mình. Nhờ đó, bạn cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn và bớt lo lắng hơn. Nhiều người chọn cách mở con mắt thứ ba vì họ tin rằng điều đó sẽ khiến họ thông minh hơn và hiểu biết hơn. Khi mở con mắt thứ ba của bạn làm tăng nhận thức của bạn về môi trường xung quanh, điều hợp lý là bạn sẽ có thể tìm hiểu thêm về thế giới bạn đang sống. Bạn có thể có được nhiều sự khôn ngoan hơn và có thể sẽ hiểu biết hơn về bản thân. Ngoài ra, bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình và cảm thấy có khả năng đối phó với chúng nhiều hơn. Việc mở mắt thứ ba, mức độ căng thẳng của bạn có khả năng giảm. Bạn sẽ cảm thấy tự nhận thức và bình yên hơn. Giảm mức độ căng thẳng đi kèm với nhiều lợi ích về sức khỏe, bao gồm giảm huyết áp và xác suất trầm cảm thấp hơn. Bạn cũng có thể thấy giảm những thứ như đau đầu và đau dạ dày nếu bạn thường xuyên gặp phải. Nó thậm chí có thể cung cấp cho bạn làn da sáng hơn, trẻ hơn. Những dấu hiệu cho thấy con mắt thứ ba của bạn đang mở là gì? Bạn có thể tự hỏi, làm thế nào bạn có thể biết chắc chắn khi con mắt thứ ba của bạn đang mở? Mặc dù phần lớn sự thay đổi sẽ nằm trong chính bạn, và bạn sẽ nhận thấy chúng khi bạn bắt đầu trải qua các triệu chứng như trên. Có một số dấu hiệu rõ ràng khác để giúp bạn biết rằng tuyến tùng của bạn đã được mở. Dưới đây là một vài dấu hiệu. Áp lực giữa lông mày. Thông thường, khi con mắt thứ ba của bạn biểu hiện ở mức độ sâu, bạn sẽ cảm thấy một cảm giác tương ứng giữa lông mày của bạn. Thứ hai là tầm nhìn xa. Với việc mở mắt thứ ba, trực giác của bạn sẽ tự nhiên tăng lên. Nếu bạn có được những cảm giác tinh tế của trực giác có thể phát triển mạnh mẽ hơn theo thời gian, thì có khả năng bạn đã mở ra mắt thứ ba. Trực giác này có thể trở thành một nguyên tắc chỉ đạo trong cuộc sống của bạn. Thay đổi liên tục, dần dần. Bạn có thể không gặp phải sự thay đổi đột ngột của con mắt thứ ba mở cùng một lúc. Tuy nhiên, nếu bạn thấy mình bắt đầu trải nghiệm những lợi ích được liệt kê ở đây, thì đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy bạn đã quản lý để mở con mắt thứ ba của mình. Tự lực sâu sắc hơn. Khi con mắt thứ ba của bạn mở ra, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tự tin hơn vào bản thân và dựa nhiều hơn vào nội tâm của mình trong nhiều thử thách trong cuộc sống. Bạn sẽ thấy được ánh sáng. Đây là một trong những dấu hiệu ấn tượng nhất về việc mở con mắt thứ ba mà bạn có thể gặp phải. Khi thiền và tập trung sâu vào con mắt thứ ba của bạn, ánh sáng của con mắt tâm linh có thể xuất hiện. Điều này có thể biểu hiện thành hình dạng và ánh sáng khác nhau, nhưng biểu hiện đầy đủ sẽ trông giống như một ngôi sao trắng với 5 điểm trong một quả cầu màu xanh đậm với một vòng tròn vàng bao quanh nó.
Một điều cần lưu ý Quốc Anh muốn chia sẻ với tất cả các bạn, đó chính là khi mà chúng ta có ý định mở con mắt thứ ba thì chúng ta hãy lấy động lực, lấy thiện niệm làm gốc, đừng để bản ngã dẫn dắt, có những ham muốn vì những lợi ích của việc mở con mắt thứ ba. Bởi vì khi chúng ta khởi lên những ham muốn thì bản ngã dễ tạo ra những ảo ảnh và khiến cho chúng ta dễ rơi vào căng thẳng và có những hệ lụy từ việc mở con mắt thứ ba. Và một câu hỏi được đặt ra là khi nào thích hợp mở con mắt thứ ba? Chúng ta có tổng cộng là 7 luân xa. Khi mà những vùng luân xa từ 1 đến 5 của chúng ta nó có sự cân bằng và ổn định thì đó là thời điểm thích hợp để chúng ta có thể mở con mắt thứ ba. Khi chúng ta thiền định mỗi ngày thì con mắt thứ ba của chúng ta tự động đến vào một thời điểm thích hợp khi vùng năng lượng tại luân xa thứ 6 của chúng ta cân bằng, ổn định và thông suốt thì con mắt thứ ba tự động mở ra và chính chúng ta sẽ có trải nghiệm cá nhân của mình về việc mở con mắt thứ ba. Và nếu như chúng ta gặp được một chân sư, một người đã mở được con mắt thứ ba, hướng dẫn chúng ta trong hành trình này thì đó là một điều rất tuyệt vời. Quốc Anh hy vọng rằng là qua thông tin và nội dung của video này đã mang đến cho các bạn những nguồn năng lượng tích cực. Và khi mà các bạn lắng nghe video, các bạn có những trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn thì các bạn hãy chia sẻ bên dưới video, vì đó là điều mà chúng ta cùng cộng hưởng với nhau để tạo nên một nguồn năng lượng tích cực giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể gửi về hộp thư email saohealing777@gmail.com. Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Ngoài ra các bạn cũng có thể like fanpage của kênh Twin Flame 1177 Linh Hồn Song Sinh, bởi vì Quốc Anh sẽ có những live stream trực tiếp và tương tác với các bạn qua phần tin nhắn ở fanpage. Các bạn xem video và có thể đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo. Quốc Anh chúc cho tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.